quê hương tôi đuôi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Dòng đã đổ em trôi thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy, truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên với sông núi ngàn năm, xây quê hương rạng rỡ, kiến thủy văn phương, nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiến trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất ngờ. Truyền thống xưa còn đây, người sáng gương trong tiên với sông núi ngàn năm, kiến thủy. Sư đoàn chủ lực đầu tiên mang danh hiệu quân tiên phong được xây dựng thành sư đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên đã đánh dấu một bước phát triển mới của lực lượng vũ trang nhân dân ta. Kháng chiến chống thực dân Pháp do Bác Hồ và Trung ương Đảng lãnh đạo đã phát triển từ chiến tranh du kích lên tác chiến vận động lớn, đòi hỏi phải xây dựng những đơn vị tập trung lớn, trong đó có đại đoàn chủ lực làm lực lượng cơ động cho bộ tổng chỉ huy. Từ ngày 28 tháng 8 năm 1949 lịch sử ấy, nhìn lại tấm ảnh tư liệu đã phai màu, chúng ta hãy nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về sự kiện thành lập đại đoàn. Ngày 28 tháng 8 năm 49 thì đại đoàn 308 được thành lập, được tặng danh hiệu là đại đoàn quân tiên phong. Các đồng chí có cái vinh dự là cái đại đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Bây giờ là có trung đoàn 102, trung đoàn 88, về sau thì có thì trung đoàn 36 là những trung đoàn đã lập ra nhiều chiến công. Thế như vậy ngay từ lúc thành lập, các đồng chí đã có những cái truyền thống chiến đấu rất kiên cường, và từ đó đến nay các đồng chí đã làm tròn nhiệm vụ rất tốt. Trao cho lá cờ không gì quý hơn độc lập tự do, từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang, quân tiên phong tiến trên đường sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện chiến đấu quê hương muôn vàn nhiều dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong đi lên dưới lá quân kỳ, tổ quốc trao cho lá cờ không gì quý hơn độc lập tự do, từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang,
quân tiên phong tiến trên đường, sống qua mưa nắng thao trường, bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện dâng hiến vì quê hương muôn vàn yêu dấu, nụ cười trong tiếng hát bầu trời xanh bát ngát, quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ. Anh linh các hùng liệt sĩ, kính thưa đồng chí đảng, kính thưa đồng chí tiểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, nhân dịp gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập sư đoàn 308 quân tiên phong, 28 tháng 8 năm 1949, 28 tháng 8 năm 2024, và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng. Hôm nay ban liên lạc sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng tổ chức lễ dân hương tưởng nhớ tri ân các hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì thành phố chung quyết thắng. Chủ trì lễ dân hương ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Văn Thương, bí thư đảng ủy chính ủy sư đoàn 308, đồng chí Đa tá Cao Xuân Quý, trưởng ban liên lạc, dự lễ dân hương của đông đủ các đồng chí trong ban liên lạc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tạ Văn Thương, đồng chí Cao Xuân Quý lên dân hương. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thank you.
trao cho lá cờ. Không gì quý hơn độc lập tự do. Từ trái bom ba càng đến sự đoàn của mình. Chào mừng ngày gặp mặt kỷ niệm truyền thống 75 năm ngày thành lập sư đoàn 38 quân tiên phong và 35 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 thành phố Hải Phòng được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, ngay bây giờ đây xin được trân trọng kính mời toàn quý vị hãy cùng hướng tầm nhìn của mình về phía sân khấu chính, thưởng thức phần trình diễn Hương Đất Việt, Hương Sắc Kiến Thị. Xin mời quý vị. Thank you.
các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đồng chí. Hôm nay chúng ta tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Sư đoàn 308 Quân Tiên Phong Anh Hùng, 28 tháng 8 1949, 28 tháng 8 2024 và 30 năm ngày thành lập Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Sư đoàn 308 thành phố Hải Phòng, 28 tháng 8 1989, 28 tháng 8 2024. Chúng ta gặp nhau tràn đầy những kỷ niệm, nhớ về đồng đội một thời khói lửa, trận mạc nơi chiến trường, xúc động bùi bùi, đếm lại từng người, người còn, người mất. Người lính Cụ Hồ luôn giữ tròn nghĩa lăng sông, vẹn tình đồng đội. Hôm nay ta gặp lại nhau, tình đồng đội vẫn trước sau vẹn tròn, tâm hồn vẫn trẻ như son, vui buồn chia sẻ vẫn còn có nhau, nghĩa tình thấm đậm hương cao, dành một phút tưởng niệm để nhớ nhau thay lời. Tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đứng dậy với tư thế nghiêm trang để dành phút tưởng niệm tới các anh hùng linh của các vị lãnh tụ và các anh hùng liệt sĩ. Xin mời các đồng chí đại biểu và các quý khách chúng ta đứng dậy. Đời đời ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, của dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân ta, cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng của nhân dân, vị tổng tư lệnh đầu tiên của quân đội ta, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, với trí tuệ uyên bác sắc sảo, Tổng Bí thư đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, hiến dâng trọn cả tuổi thanh xuân và cuộc đời tươi trẻ của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì hạnh phúc của nhân dân. Và chúng ta tưởng niệm tới các đồng chí đồng đội của chúng ta đã từ trần. Phút tưởng niệm bắt đầu. Ngày 28 tháng 8 năm 1949, Sư đoàn 308, Đại đoàn Quân Tiên Phong được thành lập. Các thế hệ
nối tiếp nhau nhập ngũ vào sư đoàn, mái tóc vẫn trẻ xanh. Hôm nay gặp lại nhau đầu đã bạc, nhưng tinh thần bộ đội Cụ Hồ của anh lính binh nhì năm xưa, khí thế vẫn còn hào hùng, vẫn còn trẻ mãi và trẻ mãi với thời gian. Những người lính năm xưa về với đời thường hôm nay vẫn luôn tự hào, vẫn luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy và căn dặn cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại Đền Hùng trước khi đại đoàn về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Thấm nhuần lời dạy của bác, các đồng chí cựu chiến binh luôn giữ vững phẩm chất và phát huy truyền thống quân tiên phong anh hùng, mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Kính thưa các đồng chí đại biểu, buổi gặp mặt cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong nhằm gắn kết nghĩa tình đồng đội, ôn lại truyền thống một thời trai trẻ, một thời hào hùng, tiếp bước các thế hệ cha anh với tinh thần sẻ dọc trường sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Và đánh giá hoạt động của ban liên lạc trong những năm qua về dự buổi gặp mặt truyền thống và kỷ niệm long trọng này, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đã về dự. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Phan Khôi Tảo, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 1, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308, Phó trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 308 Quân tiên phong. Đồng chí Thiếu tướng Hồ Xuân Thức, nguyên Phó Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ Bộ Quốc phòng, trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 88 khu vực Hà Đông. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu sư đoàn 308 đương nhiệm, đồng chí Trung tá Đặng Bắc Hương, Bí thư Đảng ủy Chính ủy sư đoàn 308 quân tiên phong. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 308. Đồng chí Đại tá Nguyễn An Ngọc, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Sư đoàn 308. Đồng chí Thượng tá Ngô Văn Như, Chính ủy Trung đoàn 88 Tu Vũ. Đồng chí Trung tá Bùi Văn Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 58 Pháo binh. Xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu của huyện Kiến Thụy, đồng chí Nguyễn Tiến Thuật, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy. Đồng chí Nguyễn Huyền Trang, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Đồng chí Đại tá Đặng Bá Nhinh, Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu chiến binh thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Kiến Thụy. Đồng chí Ngô Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy. Cùng các đồng chí, các phòng ban chức năng của cơ quan huyện, đề nghị chúng ta đổ một tràng pháo tay thật rộn rã để chúc mừng các đại biểu. Tôi xin trân trọng giới thiệu ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong của các tỉnh, thành phố và các đơn vị. Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 tỉnh Hải Dương do đồng chí Nguyễn Lấp, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn. Ban liên lạc Hội chiến sĩ thành phố Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hải Dương do đồng chí Hoàng Phi Trường, Ủy viên Ban thường vụ Hội toàn quốc, Chủ tịch Hội chiến sĩ thành phố Quảng Trị tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn. Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 36, Sư đoàn 308 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Đình Khương, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn. Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 tỉnh Hòa Bình
do đồng chí Nguyễn Quang Trung, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn. Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Lê Duy Nghề, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn. Ban liên lạc cựu chiến binh quân đoàn 1 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do đồng chí Đào Văn Dương, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn. Ban liên lạc cựu thông tin đại đội 18 trung đoàn 88 do đồng chí Nguyễn Tiến Luân, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn. Ban liên lạc cựu chiến binh nhập ngũ 1975-1976 ở đại đội 20 trinh sát sư đoàn 38 thuộc khu vực Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đình Bích, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn. Kính thưa các đồng chí, về dự buổi gặp mặt hôm nay có các đồng chí đại biểu đại diện các thường trực ban liên lạc truyền thống sư đoàn 38 quân tiên phong, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy của các cơ quan sư đoàn, các trung đoàn trực thuộc sư đoàn 38 và các đồng chí ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cùng về dự chung vui với chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và rất đặc biệt hôm nay có đồng chí Nguyễn Quang Toàn, năm nay 94 tuổi, là cựu chiến binh chống Pháp đã chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ, quê hương ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, cũng về dự gặp mặt với chúng ta. Về dự gặp mặt hôm nay có gần 300 đồng chí đại biểu cựu chiến binh, cựu quân nhân của sư đoàn 38 quân tiên phong anh hùng của thành phố Hải Phòng cả ba thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có các đồng chí cựu chiến binh là những người con Hải Phòng xa quê, định cư ở các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội cùng các chị, các em là phu nhân của đồng đội chúng ta đã về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo là chương trình tặng hoa chúc mừng ngày kỷ niệm. Trong ngày vui hôm nay, chúng ta rất vui mừng được đón các đoàn đại biểu khách quý về dự đã có nắng hoa tươi thắm và quà chúc mừng buổi gặp mặt của chúng ta. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Cao Xuân Quý, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 quân tiên phong Hải Phòng, đồng chí Vũ Lệ Bích, phó ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 38 Hải Phòng lên nhận hoa chúc mừng của các đoàn đại biểu. Xin kính mời anh chị tới chiều và kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Mạnh, phó trưởng ban liên lạc truyền thống sư đoàn 38 quân tiên phong, nguyên tránh văn phòng bộ tổng tham mưu quân đội Việt nhân dân Việt Nam, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 38, và đồng chí Nguyễn Trọng Thường, thường trực ban liên lạc của cựu chiến binh thành phố Hà Nội lên tặng quà. Đại diện cho ban liên lạc
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Cao Xuân Quý, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng thay mặt ban liên lạc lên báo cáo hôm nay truyền thống của sư đoàn 308 quân tiên phong anh hùng, đánh giá kết quả hoạt động của ban liên lạc trong những năm qua và triển khai nhiệm vụ hoạt động của ban liên lạc trong thời gian tới. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí và đồng đội, cũng như các chị em là vợ của phu nhân của các đồng chí. Hôm nay chúng ta hội tụ về đây gặp mặt kỷ niệm ngày thành lập sư đoàn 308 quân tiên phong. Trước hết, xin thay mặt ban liên lạc sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí cùng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn 308 quân tiên phong anh hùng và những hoạt động nổi bật của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng qua 35 năm được thể hiện qua phóng sự sau. Xin mời các đồng chí đón xem. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí và đồng đội, cách đây vừa tròn 75 năm, vào thời điểm lịch sử oanh liệt của dân tộc, lúc thực dân Pháp tiến hành chiến lược đánh nhanh thắng nhanh nhằm cướp nước ta một lần nữa, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 28 tháng 8 năm 1949, Đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập tại thị trấn Đồ Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, mở ra một thời kỳ mới của lực lượng vũ trang, thời kỳ tiến công địch toàn diện trên chiến trường. Đáp lại tình cảm, niềm tin của cả nước, ngay sau khi thành lập, đại đoàn đã tham gia chiến dịch Sông Thao năm 1949. Và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đại đoàn đã tham gia 13 chiến dịch lớn trên khắp các chiến trường Bắc Bộ và nước bạn Lào. Những địa danh mãi mãi không thể nào quên, gắn bó máu thịt với đại đoàn. Nơi ấy, đại đoàn đã chiến đấu và chiến thắng oanh liệt. Nơi ấy, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho chiến thắng đó. Các chiến dịch Sông Thao, Sông Lô, Đường số 4, Bình Ca, Phố Lu, Non Nước, Tu Vũ, Đồi A1 đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vinh dự lớn nhất đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn là 5 lần được Bác Hồ về thăm. Nhưng ấn tượng sâu sắc, cảm xúc mạnh nhất là ngày 19 tháng 9 năm 1954, Bác gặp mặt đại biểu cán bộ chiến sĩ đại đoàn tại Đền Hùng trước khi đại đoàn về tiếp quản thủ đô. Trong buổi gặp mặt, Bác đã căn dặn: các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Câu nói nổi tiếng của Bác không những là mệnh lệnh thiêng liêng đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn, mà còn đối với lực lượng vũ trang và cả dân tộc Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử, cán bộ chiến sĩ đại đoàn trong đoàn quân chiến thắng được vinh dự trở về giải phóng tiếp quản thủ đô như lời Bác đã căn dặn, trong niềm vui khôn xiết của nhân dân Hà Nội. Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ đi trước, trong những năm chống Mỹ cứu nước, sư đoàn đã cử trung đoàn 88A và 36A vào chiến đấu ở chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Hai trung đoàn đã lập được nhiều chiến công ở Đức Lập, Hòa Vang, Đồng Xoài, Tây Nam Bộ. Vào những thời điểm lịch sử quan trọng, toàn bộ sư đoàn đã được điều vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Sư đoàn đã tham gia 3 chiến dịch lớn như chiến dịch Khe Xanh 1968. Đây là trận đánh Mỹ trực tiếp đầu tiên trên chiến trường miền Nam của sư đoàn. Nhiều trận đánh nổi tiếng ở Làng Cát, Pa Trang, điểm cao 690, Phú Nhoi diễn ra quyết liệt dài ngày.
Hơn một tháng tham gia chiến dịch, sư đoàn đã lập được nhiều chiến công vẻ vang. Loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 lính thủy đánh bộ Mỹ, góp phần cùng các đơn vị bạn buộc quân Mỹ phải rút khỏi Khe Xanh, ghi nhận sự thất bại đầu tiên của lính thủy đánh bộ Mỹ và buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Việt Nam tại Paris. Trong chiến dịch đường 9 năm nào năm 1971, sư đoàn đã đánh nhiều trận nổi tiếng ở điểm cao 500 trên đường số 9, Bản Đông, tiêu diệt gọn tiểu đoàn 39 biệt động. Dưới mưa bom bão đạn, cán bộ chiến sĩ sư đoàn vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu, tiêu diệt đến tên địch cuối cùng. Điểm cao 311 đã trở thành chốt thép anh hùng, góp phần quan trọng cho các đơn vị đại phá Bản Đông, đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch. Chiến công nối tiếp chiến công trong chiến dịch Đông Hà Quảng Trị năm 1972. Chiến dịch tiến công với quy mô lớn của binh chủng hợp thành, sư đoàn đã tiêu diệt gọn cụm tập đoàn cứ điểm Đông Hà do một sư đoàn địch chiếm giữ, tiêu diệt và bắt sống 10.000 tên địch. Quân địch chống trả quyết liệt, chúng đã dội hàng nghìn tấn bom đạn, nhưng cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã giữ chốt, bảo vệ thành cổ Quảng Trị suốt 82 ngày đêm, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris, rút quân về nước, đưa cách mạng miền Nam chuyển sang một giai đoạn mới. Tháng 10 năm 1973, sư đoàn vinh dự được đứng trong đội hình binh đoàn quyết thắng, binh đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta. Mùa xuân năm 1975, trên chiến trường miền Nam, quân và dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đập tan quân đội và chính quyền Sài Gòn. Sư đoàn vừa triển khai lực lượng bảo vệ thủ đô và hậu phương lớn miền Bắc, vừa sẵn sàng cơ động thần tốc bằng đường bộ, đường thủy, đường không vào chiến trường khi nhiệm vụ cần thiết. Sư đoàn đã giữ được bí mật, tuyệt đối an toàn hoàn thành nhiệm vụ sư đoàn cận vệ trong thế trận chung của cả nước và nhiệm vụ nghi binh đánh lạc hướng quân địch. Sư đoàn đã tạo điều kiện cho các lực lượng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch, tiêu diệt và bắt sống 35.967 tên địch, thu và phá hủy 85 khẩu pháo, bắn rơi 210 máy bay, tiêu diệt và thu 655 xe quân sự, bắn chìm 18 tàu thuyền, thu hàng vạn tấn đạn, dược, đồ dùng quân sự, đánh tiêu diệt và làm thiệt hại 84 đơn vị của địch. Với những thành tích trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, sư đoàn đã được tặng thưởng 95 huân chương quân công, 5 huân chương lao động từ hạng nhất đến hạng ba cho tập thể và các đơn vị, 4.296 huân chương chiến công và quân công cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn. Sư đoàn có 3 trung đoàn, 2 tiểu đoàn, 4 đại đội và 11 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 15 tháng 1 năm 1976, sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Rất nhiều đồng chí trưởng thành từ sư đoàn, trong đó có gần 200 tướng lĩnh và các đồng chí đã có phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của sư đoàn quân tiên phong anh hùng. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, sư đoàn lại vinh dự được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tiếp nhận vũ khí trang bị mới, xây dựng sư đoàn bộ binh cơ giới. Sư đoàn đã không ngừng nỗ lực học tập, nắm vững khoa học kỹ thuật, xây dựng đơn vị bộ binh cơ giới có nề nếp, chính quy, trình độ khả năng tác chiến ngày càng cao. Trong các cuộc diễn tập lớn của sư đoàn, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đã đến thăm, kiểm tra, thể hiện sự tin tưởng và quan tâm sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin và động viên cán bộ chiến sĩ sư đoàn tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá ta quyết liệt, sư đoàn tiếp tục được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện cả bộ binh và bộ binh cơ giới. Nguồn sĩ quan dự bị, động viên, làm điểm làm mẫu cho bộ và quân đoàn, đón các đoàn khách quốc tế về thăm. Sư đoàn đã nhiều lần
làm nhiệm vụ đột xuất khác, sư đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 21 tháng 11 năm 2023, sư đoàn được vinh dự đứng trong đội hình quân đoàn 12. Kính thưa các đồng chí đại biểu, 75 năm xây dựng, trưởng thành, sư đoàn thường xuyên được cấp trên tin tưởng và giao nhiệm vụ đánh những trận đánh then chốt, trên hướng chủ yếu các chiến dịch quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trên các chiến trường. Những thắng lợi sư đoàn đã giành được thường có ý nghĩa quyết định, cung cấp cho toàn quân nhiều kinh nghiệm quý báu trong chiến đấu. Trong xây dựng lực lượng, sư đoàn luôn được chọn làm mẫu và xây dựng điểm rút kinh nghiệm cho toàn quân. Với những chiến công xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng, sư đoàn luôn là niềm tự hào, tin tưởng của quân và dân cả nước, là nỗi khiếp sợ kẻ thù. 75 năm qua, sư đoàn đã góp phần tô thắm thêm bản chất truyền thống anh hùng của quân đội ta và xây nên những nét tiêu biểu truyền thống của sư đoàn bằng 14 chữ vàng: tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến quyết thắng. Truyền thống đó đã được thể hiện rõ trong chiến đấu và xây dựng, đặc biệt trước những nhiệm vụ mới nặng nề, mang tính đột phá và thử nghiệm vào những thời điểm lịch sử quan trọng. Ôn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi hội viên ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, chúng ta càng phấn khởi, vinh dự và tự hào là những người lính đã từng là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn. Mặc dù đã trở về với đời thường, nhưng những người lính của sư đoàn 308 quân tiên phong năm xưa đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn nhớ về một thời được sống, chiến đấu, lao động và học tập tại sư đoàn. Đó là những kỷ niệm khó quên của một thời trai trẻ. Chính vì vậy mà ngày 28 tháng 8 năm 1989, Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng được thành lập. Sau 35 năm đi vào hoạt động, với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa những đồng đội từng hoạt động cùng sư đoàn, thường xuyên thăm hỏi giúp đỡ nhau trong cuộc sống, động viên nhau chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích là chia sẻ buồn vui với đồng đội. Ban liên lạc đã quy tụ được trên 400 hội viên đang sinh sống, làm việc và tham gia hoạt động tại ban liên lạc của 6 quận huyện và trung đoàn 3688 trên địa bàn thành phố. Từ khi thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng đến nay, 6 lần tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm ngày thành lập sư đoàn 308, ban liên lạc của trung đoàn 3688 cũng 5 năm tổ chức gặp mặt một lần kỷ niệm ngày truyền thống của trung đoàn. Hội cựu trinh sát, hội cựu thông tin và ban liên lạc của các hội đồng ngũ hàng năm đều tổ chức gặp mặt kết nối, ôn lại một thời trai trẻ, tăng cường sự đoàn kết và động viên nhau luôn giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất truyền thống của bộ đội Cụ Hồ. Những ngày gặp mặt, ban liên lạc đều tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ và tượng đài tri ân viếng các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ban liên lạc của thành phố và ban liên lạc các quận huyện đã làm tốt việc tri ân người có công, vận động ủng hộ, quyên góp tiền, tổ chức trao tặng quà cho 114 lượt cán bộ, hội viên là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, gia đình liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền 57 triệu đồng. Vận động hội viên quyên góp, ủng hộ, tạo điều kiện hỗ trợ cho 5 gia đình là nạn nhân chất độc da cam
và thương binh có hoàn cảnh khó khăn để sửa chữa nhà ở với số tiền là 68 triệu đồng. Tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống quân tiên phong anh hùng, các hội viên trong ban liên lạc rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Nơi mình sinh sống, tính đến nay đã có 124 hội viên đã và đang tham gia làm tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chủ tịch hội cựu chiến binh xã phường, chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin quận, huyện, phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Nhiều đồng chí sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã chuyển ra ngoài tiếp tục đi học đại học, trên đại học và trở thành những cán bộ cấp thành phố. Ở cương vị nào, các đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân tin yêu, mến phục, được cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở tin tưởng. Tổ chức hội ở cấp huyện được tổ chức chặt chẽ, duy trì hoạt động tình nghĩa thường xuyên, có nề nếp, nhất là việc tổ chức thăm, viếng tứ thân phụ mẫu và bản thân hội viên khi ốm đau hoặc qua đời. Đặc biệt các đồng chí còn tổ chức cho anh em đi thăm lại sư đoàn, thăm lại chiến trường xưa như Điện Biên Phủ, nhà tù Sơn Na, nghĩa trang đường 9, Khe Xanh, thành cổ Quảng Trị, thăm những di tích lịch sử như K9, Đá Trông, Đền Hùng, Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Qua đó đã tạo lên sự gắn kết, tình cảm thân thiện, gần gũi giữa các hội viên. Nổi bật là Ban Liên lạc huyện Kiến Thụy và Trung đoàn 3688 quận Đồ Sơn. Cho đến nay, qua những lần tổ chức gặp mặt kỷ niệm, Ban Liên lạc thường xuyên được đón tiếp các đồng chí là lãnh đạo chỉ huy sư đoàn đương nhiệm. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo chỉ huy sư đoàn qua các thời kỳ và các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo hội cựu chiến binh cùng về dự. Đặc biệt các lần tổ chức gặp mặt tại trung tâm huyện Kiến Thụy, Ban Liên lạc đều đón nhận được sự quan tâm sâu sắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tận tình của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các phòng, ban, chức năng của huyện để buổi gặp mặt đạt kết quả thành công cao. Đó là nguồn cổ vũ, động viên anh em cựu chiến binh sư đoàn, giúp Ban Liên lạc tiếp tục duy trì hoạt động mang lại kết quả ngày càng tốt hơn. Chào cho ta bờ, không gì quý hơn độc lập tự do. Từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang. Quân tiên phong tiến trên đường, sống qua mưa nắng thao trường. Bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện chiến đấu. Quê hương muôn vàn nhiều dấu, nụ cười trong tiếng hát, bầu trời xanh bát ngát, quân điên phong đi lên dưới lá quân kỳ, tổ quốc trao cho lá cờ, không gì quý hơn độc lập tự do. Từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang. Quân tiên phong tiến trên đường, sống qua mưa nắng thao trường. Bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện dâng hiến, vì quê hương muôn vàn yêu dấu. Nụ cười trong tiếng hát, bầu trời xanh bát ngát. Quân tiên phong tiến lên dưới lá quân kỳ.
Tổ quốc trao cho lá cờ, không gì quý hơn độc lập tự do. Từ trái bom ba càng đến sư đoàn bộ binh cơ giới, tiếng hát bay xa cùng tiếng máy reo vang. Quân tiên phong tiến trên đường, sống qua mưa nắng thao trường. Bài ca yêu nước hát vang trên đường. Tuổi thanh xuân ta nguyện chiến đấu, vì quê hương muôn vàn nhiều dấu. Nụ cười trong tiếng hát, bầu trời xanh bát ngát. Quân tiên phong đi lên dưới đa quân kỳ. Tuổi thanh xuân ta nguyện dâng hiến, vì quê hương muôn vàn nhiều dấu. Nụ cười trong tiếng hát, bầu trời xanh bát ngát. Quân tiên phong đi lên dưới lá quân kỳ. Quân tiên phong xứng danh bộ đội Bác Hồ. Quân tiên phong quyết chiến thắng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bác các đồng chí, phấn khởi tự hào với truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của sư đoàn 308 quân tiên phong anh hùng và kết quả đạt được sau 35 năm hoạt động của ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, chúng tôi những cán bộ hội viên ban liên lạc nguyện tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống của sư đoàn trong cuộc sống đời thường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động của ban liên lạc, đặc biệt là tích cực phát triển hội viên mới. Nguyên là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã chuyển ra đang sinh sống trên địa bàn thành phố, duy trì thường xuyên việc thăm viếng, hiếu hỉ, tổ chức tốt các hoạt động về nguồn, tham quan du lịch, tạo nên sự gắn bó gần gũi giữa các hội viên, bảo đảm cho ban liên lạc duy trì được lâu dài, hội viên ngày càng đông đảo, hoạt động chất lượng hiệu quả cao hơn. Một lần nữa, thay mặt thường trực ban liên lạc hội cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, các cán bộ hội viên ban liên lạc. Chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cán bộ chiến sĩ sư đoàn ra sức giữ gìn phát huy, viết tiếp trang sử vẻ vang oanh liệt của sư đoàn, xứng đáng với danh hiệu cao quý sư đoàn quân tiên phong anh hùng. Chúc các bác các đồng chí hội viên luôn sống vui, sống khỏe, sống vui cùng gia đình, mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Chí, tấm gương sáng điển hình, thương binh tàn nhưng không phế, người chiến sĩ thành cổ Quảng Trị bị cụt một cánh tay, rời khỏi quân ngũ về với đời thường, luôn giữ vững phẩm chất và phát huy tốt truyền thống bộ đội Cụ Hồ, rèn luyện học tập công tác tốt, nguyên là hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Đại Hàn, huyện Kiến Thụy, lên phát biểu tâm tư tình cảm của người lính về với đời thường. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thủ trưởng, các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc sư đoàn 308 quân tiên phong, trước hết cho phép tôi được gửi tới các vị đại biểu đại diện lãnh đạo địa phương, các thủ trưởng sư đoàn 308, trung đoàn 88, các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc sư đoàn quân tiên phong thành phố Hải Phòng và huyện Kiến Thụy cùng gia đình lời chúc sức khỏe, an bình, thịnh vượng. Kính thưa toàn thể hội nghị, tôi là Nguyễn Minh Chí, vốn là chiến sĩ A7, B3, C3, D54, sư đoàn 304B. Tôi đã gia nhập sư đoàn quân tiên phong giữa mùa hè đỏ lửa tại C2, D4, E88, F308, trực tiếp cùng đơn vị đánh địch phản kích bảo vệ thành cổ tại mặt trận Tây Nam Quảng Trị. Hôm nay,
cùng với đồng đội nhiều thế hệ về dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập sư đoàn 28 tháng 8 năm 1949, 28 tháng 8 năm 2024. Tôi vô cùng xúc động và rất đỗi tự hào. Tôi xúc động vì qua nhiều năm tháng, qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đời thường, tôi lại có dịp gặp gỡ những đồng đội năm xưa, những người tôi đã được cùng chung chiến hào, cùng tắm bông bội đại vào mùa hè thứ 1972. Tôi xúc động vì bao kỷ niệm xưa giữa khói lửa trời ùa về trong cuộc sống thanh bình hôm nay, nhưng người họ gửi đã mãi mãi đi xa. Trong lễ kỷ niệm trang trọng hôm nay, ôn lại những chặng đường xây dựng và trưởng thành, những chặng đường vinh quang và vẻ vang của đơn vị, chúng ta, những cựu chiến binh, những cựu quân nhân có mặt tại buổi gặp mặt truyền thống này, vô cùng tự hào vì mình từng đã là cán bộ chiến sĩ của đại đoàn quân tiên phong năm xưa, nay là sư đoàn 308. Chúng ta tự hào vì những cái tên đã đi vào lịch sử tới hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn rất đỗi thân thương, rất đỗi hào hùng, gắn liền với những chiến công hiển hách của sư đoàn trong các cuộc trường chinh cứu nước, độc lập Bản Kéo, Tham Một Mường Thanh, trên chiến trường Điện Biên Phủ trong kháng chiến chống Pháp, những cái tên Đường Chí, Khe Xanh, Đường Chí năm nào, Đông Hà, Quảng Trị, vân vân, thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Thế hệ chúng tôi, thế hệ tiếp bước cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tự hào được tôi luyện cùng đơn vị trên chiến trường Quảng Trị trong thời hoa lửa, nơi trong 81 ngày đêm bom đạn kẻ thù dội xuống bằng công phá gấp 7 lần của bom nguyên tử mà người Mỹ đã từng ném xuống Hiroshima, Nhật Bản, làm hàng triệu người chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và chỉ trong 81 ngày đêm, cùng các đơn vị bạn, mỗi cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 đã phải hứng chịu cả tấn bom đạn, giữ vững mặt trận được giao cho giai đoạn 2 trong hè thu 1972. Không tự hào sao được khi chúng ta may mắn từng có mặt trong đội ngũ của một đơn vị anh hùng, đơn vị anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Không tự hào sao được khi chúng ta may mắn có mặt trong đội ngũ của một đơn vị có trọng trách vô cùng lớn lao trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tự hào về đơn vị cơ bắp giải Nam như sư đoàn 3, nhà thơ chiến sĩ Lê Bát Dương đã từng viết: một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc, một dấu chân in màu đất hai miền. Danh hiệu quân tiên phong mãi mãi sẽ là niềm tự hào, là tình cảm sâu nặng gắn bó các thế hệ nguyên là cán bộ chiến sĩ của sư đoàn chúng ta. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, đất nước hòa bình, non sông liền một dải, chúng ta trở về cuộc sống đời thường với bộn bề gian khổ. Từ trong sâu thẳm lòng mình, các cựu chiến binh, cựu quân nhân sư đoàn 308, chúng ta nguyện tích cực, nỗ lực, không ngừng vươn lên, tiếp tục phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của sư đoàn chủ đầu tiên, niềm kiêu hãnh của nhân dân và của đất nước. Tiên phong, anh dũng, quyết chiến, quyết thắng trên các lĩnh vực mà mình đảm trách, góp phần xứng đáng cùng toàn đảng, toàn dân trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng huyện Ký Thụy, xây dựng thành phố quê hương, thành phố hoa cột đỏ, ngày thêm giàu đẹp. Cuối cùng một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, kính chúc sức khỏe các thủ trưởng, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên là cán bộ chiến sĩ, các đơn vị của sư đoàn 308, sư đoàn quân tiên phong. Chúc quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và sư đoàn 308 nói riêng luôn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thần tốc lên chính quy hiện đại, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc cuộc sống hòa bình trên quê hương đất nước. Chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trung tá Đặng Văn Thương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy sư đoàn 308 thay mặt lãnh đạo chỉ huy sư đoàn lên phát biểu với buổi gặp mặt truyền thống của thành phố Hải Phòng. Xin kính mời đồng chí.
Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí, trước tiên thì cho phép tôi thay mặt cho đảng chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ của sư đoàn 38 quân tiên phong kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí cựu chiến binh sư đoàn 38 thành phố Hải Phòng luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Chúc buổi gặp mặt của cựu chiến binh sư đoàn 38 thành công tốt đẹp và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc của các đồng chí đồng đội, bạn chiến đấu sư đoàn quân tiên phong anh hùng. Kính thưa toàn thể các đồng chí, sư đoàn 38 đại đoàn quân tiên phong là sư đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1949 tại thị trấn U, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sư đoàn có những đơn vị bề dày truyền thống đánh cờ giỏi như trung đoàn 36 với tên gọi truyền thống trung đoàn 3 Bắc, trung đoàn bộ binh cơ giới 102 với tên gọi truyền thống trung đoàn Lô, trung đoàn 88 với tên gọi truyền thống trung đoàn Cơ Vũ và trung đoàn pháo binh 58 cùng với các tiểu đoàn trực thuộc của đại đội của sư đoàn. Sự ra đời của đại đoàn là một mốc son lịch sử đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta, quả đấm chủ lực quyết định chiến trường. Trong chiến đấu, sư đoàn luôn được giao những nhiệm vụ đánh những trận then chốt trên hướng chủ yếu của các chiến dịch có ý nghĩa chiến lược trên các chiến trường. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch lớn nhỏ khác nhau. Từ khi được thành lập, sư đoàn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 5 lần về thăm, trong đó có một sự kiện luôn khắc sâu trong tâm khảm của mọi cán bộ chiến sĩ sư đoàn là ngày 19 tháng 9 năm 1954, trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội tại đền thờ các vô hùng của huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, người giao nhiệm vụ và căn dặn cán bộ chiến sĩ sư đoàn: các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời căn dặn của bác không chỉ là mệnh lệnh thiêng liêng đối với mọi cán bộ chiến sĩ của sư đoàn, mà đó còn là lời hiệu triệu đối với cả dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kính thưa toàn thể các đồng chí, với những thành tích tiêu biểu trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sư đoàn có 13 tập thể và 11 cá nhân được đảng, nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và nhiều phần thưởng cao quý khác, nhiều cán bộ trưởng thành của sư đoàn là cán bộ cao cấp của đảng, nhà nước và tướng lĩnh trong quân đội. Đó thực sự là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm vẻ vang của lớp lớp cán bộ chiến sĩ sư đoàn ngày hôm nay. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn phát huy tốt truyền thống tiên phong anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến quyết thắng của sư đoàn tiên phong anh hùng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của sư đoàn ngày nay đó là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quân sự và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do bộ và quân đoàn giao. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, Đảng ủy chỉ huy sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, tập trung giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nâng cao được nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, lòng tin trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đưa toàn thể các đồng chí thì phát huy những truyền thống của sư đoàn quân tiên phong anh hùng, trong thời gian tới cán bộ chiến sĩ của sư đoàn xin hứa các bác cựu chiến binh luôn xác định tốt được cái bản lĩnh chính trị, quyết tâm và tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một lần nữa thì thay mặt cho cán bộ chiến sĩ của sư đoàn bộ binh cơ giới 38 kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm động viên của các bác cựu chiến binh sư đoàn qua các thời kỳ để sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính chúc các đồng chí cựu chiến binh của sư đoàn 38 thành phố Hải Phòng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình ấm no mà mãi là tấm gương để lớp lớp cán bộ chiến sĩ của sư đoàn học tập và noi theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Tiến Thuật, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thay mặt cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy lên phát biểu với buổi gặp mặt của chúng ta. Kính thưa đồng chí trưởng ban liên lạc sư đoàn 308 của quân tiên phong thành phố Hải Phòng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sư đoàn 308 thành phố, kính thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay thì huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng rất vinh dự được sư đoàn ban liên lạc sư đoàn cựu chiến binh sư đoàn 308 lựa chọn đơn vị được tổ chức cái buổi gặp mặt
hết sức quan trọng của sư đoàn chào mừng 75 năm ngày thành lập của sư đoàn và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ban liên lạc của Hội Cựu chiến binh sư đoàn 308 đội quân tiên phong. Thì thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy xin được gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chào mừng, lời kính chúc sức khỏe và chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Thưa các bác các đồng chí, là trong thời bình hiện nay thì sư đoàn 308 tiếp tục được củng cố, được xây dựng và theo hướng chính quy hiện đại hơn, đáp ứng được yêu cầu trong cái tình hình mới. Đối với huyện Kiến Thụy thì cũng xin báo cáo với đồng chí trưởng ban liên lạc cùng các đồng chí lãnh đạo sư đoàn 308 và cựu chiến binh liên lạc, thì trên địa bàn huyện Kiến Thụy thì có hơn 100 các đồng chí cựu chiến binh trong sư đoàn và hoạt động hết sức tích cực. Và dù thời nào mà trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện thì các đồng chí hội cựu chiến binh huyện và các thành viên của cựu chiến binh sư đoàn 308 huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng thì luôn luôn là nêu cao cái tấm gương của người bộ đội Cụ Hồ và tấm gương cái truyền thống của sư đoàn 308. Chúng tôi nhận thấy rằng là trong cái sự phát triển ngày nay thì không những các đồng chí tham gia vào các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới của huyện, tham gia vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động tri ân và xây nhà tình nghĩa cho đồng đội, cho các đồng chí cựu chiến binh được tổ chức rất là tốt và nó tạo sự lan tỏa rất lớn trong nhân dân của huyện Kiến Thụy. Cũng nhân kiện tại hội nghị này thì cũng báo cáo các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí thì huyện Kiến Thụy hiện nay là có 18 đơn vị hành chính với 17 xã và một thị trấn. Trước kia thì huyện Kiến Thụy là đơn vị hành chính thì nhiều hơn, báo cáo các đồng chí lãnh đạo vậy, tức là 25 đơn vị. Và tuy nhiên thì sau đó là tách ra 7 xã để thành lập quận mới là quận Dương Kinh và một xã thuộc về quận Đồ Sơn. Thì cho đến nay thì báo cáo với thông tin với các bác các đồng chí đại biểu thì thu ngân sách của huyện là năm 2023 là đạt trên 600 tỷ. Đấy, và năm nay thì huyện Kiến Thụy cũng đã trong 10 tháng thu ngân sách hiện nay của huyện cũng đã đạt 100% kế hoạch. Trước đây thì nói đến Kiến Thụy là huyện còn khó khăn, là huyện nghèo. Nhưng mà trong những năm gần đây thì có thể nói là cùng với cả nước và thành phố thì huyện đã có những cái phát triển hết sức là cố gắng và bứt tốc. Hiện nay là báo cáo đồng chí là đến năm 2025 thì chúng tôi sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Và mỗi tất cả các xã hiện nay là còn 10 xã đồ còn lại thì sẽ đầu tư mỗi xã là khoảng 110 triệu. Đấy, thì xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, văn hóa và giáo dục. Như vậy là trên tuyến đường của huyện Kiến Thụy thì báo cáo các đồng chí hiện nay thì vẫn đánh giá là các khu công nghiệp là chưa phát triển, nhưng trong tương lai gần thì Kiến Thụy sẽ là hội tụ nằm trong khu kinh tế Việt Nam. Và báo cáo với các đồng chí đại biểu là trên địa bàn sẽ có các cái tuyến giao thông hết sức huyết mạch. Một là tuyến đường bộ ven biển hiện nay đang triển khai. Hơn hai là hiện nay thành phố đang dự kiến sẽ mở tuyến nối cao tốc Ninh Bình Hải Phòng cũng có đi qua và đi qua huyện Kiến Thụy, và tuyến đường nối đường 10 cao tốc và đường 10 cao tốc 5 và đường 10 là cũng đi qua địa bàn huyện Kiến Thụy. Và đặc biệt là trên địa bàn huyện Kiến Thụy là thành phố nếu như triển khai nhanh thì cái cảng Nam Đồ Sơn là sẽ là cảng Nam Đồ Sơn, báo cáo với các vị đại biểu là nằm trên địa phận của xã Đoàn Xá và xã Đại Hợp là chính. Thì nếu cái cảng này được triển khai nhanh đến 2030 mà hai cầu cảng làm thì Kiến Thụy sẽ có cơ hội để phát triển nhanh hơn. Chứ thực tại hiện nay thì Kiến Thụy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mà trong tương lai gần 5 năm 15 năm tới thì chắc chắn các bác các đồng chí mà về Kiến Thụy tiếp tục gặp mặt thì cái bộ mặt của Kiến Thụy sẽ khác hơn. Và chính vì cái quy hoạch đó mà thành phố là quy hoạch Kiến Thụy đến năm 2030 thì xây dựng Kiến Thụy trở thành đơn vị chính thức quận. Thì cũng xin được thông tin nhanh với các đồng chí lãnh đạo
của sư đoàn, các đồng chí trong ban liên lạc, một vài nét của Điện Thủy. Thì cũng nhân dịp này thì thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện Điện Thủy một lần nữa xin được gửi lời chào mừng, lời kính chúc sức khỏe tới toàn bộ ban liên lạc của sư đoàn 308 tổ quân tiên phong thành phố, và xin được gửi lời chào mừng kính chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo sư đoàn, các đồng chí nguyên lãnh đạo sư đoàn và cùng toàn thể các đồng chí. Xin chúc ban liên lạc chúng ta là ngày càng hoàn thiện hơn, phát triển hơn và có nhiều cái hoạt động thực sự ý nghĩa và phát huy được cái truyền thống trung dũng quyết thắng của sư đoàn trong 75 năm qua. Xin được kính chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí và gia đình, sức khỏe hạnh phúc và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thay mặt ban liên lạc Hội Cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng, xin chân thành cảm ơn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kiến Thụy, đồng chí thiếu tướng Phan Quế Tào, đồng chí thiếu tướng Nguyễn Hiếu Mạnh, đồng chí thiếu tướng Hoàng Xuân Thức và các đồng chí lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 308 quân tiên phong, ba cơ quan sư đoàn, lãnh đạo chỉ huy trung đoàn 88, 36, 102, các đoàn đại biểu cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong của các tỉnh, thành phố, ban liên lạc hội cựu chiến sĩ thành phố Quảng Trị, tỉnh Hải Dương, ban dân vận, ban tuyên giáo huyện ủy, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Kiến Thụy, hội cựu chiến binh, ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện, các công ty, các đồng chí đã về dự có hoa và quà chúc mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống sư đoàn 308 quân tiên phong và 35 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng. Xin ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí tới công tác hậu phương quân đội và mọi hoạt động của các hội nói chung, trong đó hội cựu chiến binh của sư đoàn 308 quân tiên phong thành phố Hải Phòng nói riêng. Các đồng chí luôn giúp đỡ động viên anh em chúng tôi và gia đình trên mọi lĩnh vực công tác, tư tưởng, đời sống tinh thần, đẩy mạnh thi đua, tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và gia đình hạnh phúc. Những nội dung ý kiến của các đồng chí chúng tôi xin ghi nhận và hứa với các đồng chí sẽ luôn động viên nhau, gương mẫu trong hoạt động của địa phương và cộng đồng, giáo dục con cháu, xây dựng tốt đời sống văn hóa ở khu dân cư, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp của địa phương đã tổ chức động viên nhau luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Kiến Thụy đã tận tình giúp đỡ chúng tôi về địa điểm khánh tiết phục vụ lễ tân thêm phần long trọng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban chỉ huy quân sự huyện và công an huyện Kiến Thụy đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức lễ dân hương và quá trình tổ chức buổi gặp mặt đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn để buổi kỷ niệm được trang trọng và thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đoàn nghệ thuật cựu chiến binh của quân đoàn 2 thành phố Hải Phòng đã góp phần tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi và tràn đầy tình cảm của buổi gặp mặt truyền thống này. Xin cảm ơn các đồng chí phóng viên đài báo, đài phát thanh truyền hình thành phố và huyện Kiến Thụy. Xin cảm ơn các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân của sư đoàn 308 quân tiên phong thuộc thành phố Hải Phòng. Xin cảm ơn các chị, các em là phu nhân của đồng đội chúng tôi đã về dự buổi gặp mặt truyền thống, đã chung tay góp phần tích cực giúp chúng tôi cả về vật chất và tinh thần tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập sư đoàn 308 quân tiên phong và 35 năm ngày thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 308 thành phố Hải Phòng, đạt được kết quả thành công viên mãn để lại ấn tượng tốt đẹp.
xin kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí cùng các chị, các em là phu nhân, đồng đội chúng tôi luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và tiếp tục chung tay giúp đỡ ban liên lạc chúng tôi xây dựng hội cựu chiến binh của sư đoàn 38 quân tiên phong thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển tốt đẹp. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.